Có nhà không? Có. Đấy, ở nhà này, có nhà này. Đây là tay. Đây, hello ấy. Mình giúp cho mọi người em nhìn xem. Mình giúp cho bài toán đoan này, cho các bạn là toán này rất khó. Cắt bên này. Giỏi quá, đó mới. Đây, bài toán này là khó nhất, nhưng anh dù dài là rất nhanh, vì vậy mình hỏi tại sao mà làm nhanh như cách như thế nào. Nhất là bài này dài dài lại. Anh giải thích cho mọi là chiêu chiêu là mình làm bài toán rất khó và dễ, mình làm toàn công nhé. Mời em bài xem nha. Nhà này là 2 cộng 2 cộng 4 này, cái số 4 này tiếp là 7 cộng 16 là 13 này, cái số 3 là như 1 nha, 1 với 6 là 7 nha, 7 với 3 là 10, biết không nè, biết không nha, như 1, 1 với 3 là 4 nha. 4 cộng 2 là 6, cái số 6 là thứ 2 này là 2 cộng 18 bằng 10, biết không nha, như 1, 1 với 6 là 7 nha, 7, 7 với 1 là 8, là 8. Mày chỉ làm nhé. Tạm nhé. Ừ. Tạm nhé. Mày sai nhé. Sai. Nha, con như này, con lương nha, con như này. Là 2 cộng với 8 là 10 nha, cùng như 1 nha. 1 2 7 nha. 7 7 1 8 nha. Chỉ 8 nha. 8. 8. Này ví dụ nha. 8 2 cộng với 8 là 10 phải không nha. Như 1 1 cộng 9 thành là 10, 10 cộng 2 12 nha, đúng. Này này. Trừ 2 trừ 8 không được đâu nha. Đây là 12. 12 trừ 8 bằng 4 này, cái số 4 này. Bài khó nhất. Khó nhất nhớ nha. Là phải nhớ, nhớ 1 là cái 1 thành 4 nha. 4 4 cộng 1 là thành 5. Là 6 trừ 5 là bằng 1. Là cái số 1 đấy. Nếu con là bên dưới được, bên ngõ được. Không. Là từ 2 12 trừ 8 là bằng 4 này. Là nhớ 1 này, 1 cộng 4 bằng 5, không phải chứ 5 đâu. Nhâm thôi bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. Là 2. 2 không được chia 4, là trừ 4. Thành là 12. 12 trừ 4 bằng 8 này, chia 8. Nhớ 1. Là 1 cộng 6 bằng 7. Không biết cho bài đâu, nhâm thôi thành 7 nha. Nếu không nhớ cái này là 8 rồi nha. Chín thành 8 rồi. Nếu nhớ là 6 cộng 1 bằng 7, ta lấy là 9 trừ 7 nha. 9 trừ 7 bằng 2. Tiếp tục. Là 8 không được trừ 9 thành là 18 nha. 18 trừ 9 bằng 9, trừ 9 nha. Nhớ 1. 1 cộng 7 là 1 cộng 8 bằng 9. Không phải viết 9 đâu, thành là thành 9 thôi. À, thành 9 lại là 17 trừ 9. 17 trừ 9. 17 trừ 9 bằng 8. Bằng 8 nha. Là như 1, 1 cộng 5 bằng 6, 6 trừ 6 bằng hết. Tiếp 8 trừ 6 bằng 2. Đây là bài toán con phòng nam nha. Tức là hồi nãy là mình còn dọc nhưng mà dễ hơn, mà là thử thách anh chưa vô á, đây là con bằng ngang. Nếu con được á, đúng là giỏi nhất. Mọi người như ủng hộ kênh của Dục Siêu thì hôm nay mình chia sẻ ra cho biết là bài toán khó mà dễ nó cũng vẫn làm được. Bây giờ đây chào anh.
Cảm ơn mọi người đã xem nha, mỗi em mình làm giúp cho là chiếc chiêu, giờ không biết làm bài toán. Trước khi là bàn toán là bài toán là ngắn, là làm dốc là dễ hơn, cái này là ngang hơn là khó. Làm bài toán ngang hơn. Cái này khó. Bên dưới đi. Được. Được. Thế không? Đó. Đó. Đi điên vừa rồi. Không cần đêm bằng ngón tay nữa. Ok, anh giỏi lắm. À, mặc dù bài khó hay là bài dễ, à, con dọc hay là con ngang, anh cũng làm ra hết, là được hết. Vì vậy cho em hỏi làm cách như thế nào cho nó nhanh và chính xác nhất như anh tính hồi nãy. Vì vậy anh hỏi em giải thích cho, giải cho mình biết. Cảm ơn em, mình là xem nha, mình giải thích cho ông Dương Trương không biết. Nè, con ngang nha, là 6, con 4 bằng 10 nha. 10 này, nếu 1 nha, 1 bằng 3 bằng 4, 4 còn 2 bằng 6 này, cho chơi nha. Là 2 còn 2 bằng 4, 7 còn 2 bằng 9, 2 còn 4 bằng 6, 1 còn 3 bằng 4, 4 còn 3 bằng 7, 5 còn 2 bằng 7, 3 còn 6 bằng 9, 6 còn 3 bằng 9, 3 còn 5 bằng 8, 2 còn 2 bằng 4. Okay. Cảm ơn quý đã xem nha. Rồi rồi, okay, chào anh nhá. Cảm ơn nha.